Còn điểm thứ hai ta dừng chân thăm viếng tại đây, làng Sen là quê nuôi Bác. Đây là nơi Bác Hồ đã sống và gắn bó cùng với gia đình từ năm Bác 11 đến năm Bác 16 tuổi. Nhưng mà khác với hoang ru quê ngoài, thì làng Sen vinh dự được đón Bác Hồ trở về thăm quê hương hai lần. Mùa hè năm 1957, lần thứ hai cũng là lần cuối cùng là vào mùa đông năm 1961. Còn di tích mà chúng ta đang thăm ở đây thì nguồn gốc ra đời cách đây hơn 100 năm. Năm đó là vào năm 1901. Bố của Bác Hồ, ông Nguyễn, sinh sắc đi thi và ông đã đỗ đạt cao tới học vị phó bảng. Dân làng Sen vui mừng lần đầu tiên có một người đỗ đại khoa, tức là cao nhất làng. Bà con đã xuất công quỹ để họ mua nhà gỗ lớn năm xa này về rừng trên mảnh đất học điền. Đây chính là đất dành cho người học giỏi, rộng tới 2.500 m². Vì vậy về thăm quê năm 57, bà của chúng ta thấy trước cửa nhà có đầy một dòng chữ: nhà của Hồ Chủ tịch. Bác nói với bà con rằng: không phải rồi, đây là nhà của ông cụ phó bảng đấy. Ý bác mình nói là nhờ cục bộ đổ đầy khoa thì cả gia đình bác mới có nhà và có vườn rồng như thế này để ở. Nhưng tiếc rằng việc sống tại làng Sen quê nuôi, gia đình bác chỉ còn lại có bốn cha con. Bởi vì mẹ của bác là bà Hoàng Thị Loan đã mất ở Huế, và em trai bác là cậu Nguyễn Tranh Xin cũng không còn nữa. Vụ lần là người chồng trọng ơn nghĩa, bố bác dành cho một căn nhà thứ hai, rất trang trọng nhất ngôi nhà, ông lập bàn thờ để thờ vợ. Lát nữa cô chú anh chị vào thăm thì thấy bàn thờ làm rất giản dị, chỉ có bằng tre nữa, đồ thờ bằng gỗ mà không có một chút sơn son thế vàng. Nhưng mà bên cạnh bàn thờ thì bố của bác dựng một tấm biển nhà vua Thành Thái đã ban tặng cho ông. Trong tấm biển này khắc ghi bốn chữ là Ân Tử Ninh Gia, có nghĩa là ơn của nhà vua ban về cho gia đình tổ trạch. Cuộc đời mẹ bạn: 15 tuổi thì bà Loan lấy chồng, 33 tuổi bà đã đi xa. Bà chỉ chung sống bên chồng bên con tròn vẹn và hạnh phúc được có 18 năm thôi cô chú anh chị ạ. 18 năm trời bà Loan tần tảo lao động vất vả để bà nuôi chồng ăn học và nuôi cả con khôn lớn trưởng thành. Tiếc rằng ngày chồng đồ đạt cao và được vinh quy bãi tổ về làng thì mẹ của bà đã không còn nữa. Chừng chỉ thành danh này, ông đã trân trọng đặt bên cạnh bàn thờ như để nhớ ơn tới người vợ của mình. Và ông sắc cũng mong muốn rằng vong linh bà Loan ở chín suối cũng được an ủi phần nào. Năm tháng sống tại đây, mỗi lần nhớ mẹ thương em, ba trẻ Bác Hồ vẫn thường ra được bàn thờ này để bác thắp hương và tự nhớ tới người mẹ thân yêu của mình. Nhưng Bác Hồ chỉ thắp hương cho mẹ đây vẹn vẹn được có 5 năm. Thì 16 tuổi một lần nữa bác lại theo cha vào Huế lần thứ hai. Lần này bác đi máy, mà bôn ba tìm đường cụ được cho đến 50 năm sau, khi đã là một cụ già 67 tuổi, thì lần đầu tiên bác mới có dịp trở về thăm lại làng Sen quê nuôi. Ngày trở về thăm, chúng ta biết rằng những người thân trong gia đình bác đã không còn ai nữa. Bố của bác là ông Nguyễn Sinh Sắc, đã mất tại Câu Lạnh Đồng Tháp vào năm 1929. Cô Thanh chỉ là người con gái duy nhất, cô vào tận trong Câu Lạnh để rước hồn cha về thờ chung cùng với mẹ. Anh trai chị gái Bác Hồ thì vì tham gia hoạt động yêu nước mà không ai lấy vợ lấy chồng cả. Khi mất thức phong tục người Việt Nam mình là cũng được về hương khỏi chung bàn thờ cùng bố mẹ. Bàn thờ này bây giờ trở thành nơi thờ chung cho tất cả những người thân trong gia đình bác, là bố mẹ, là anh trai, hương hồn chị gái và cả em út của Bác Hồ nữa. Còn lạc được đoàn mình vào thăm thì thấy gian thứ nhất có đặt một bộ phản gỗ là nơi tiếp khách của gia đình bạn. Nhưng mà khách tự nhà ông phó bạn ngày đó phần lớn là những nhà nho có tấm lòng yêu nước. Nổi tiếng thì có cụ Phan Bờ Châu. Nhà cụ Phan cách đây là khoảng 7 cây số tại thị trấn Nam Đàn. Ngoài ra thì còn có cụ Đặng Nguyên Cần, lập bộ của giáo sư Đặng Thanh Mai, và còn có cử nhân Phương Thúc Quỷ, chỉ là người thầy dạy học thời niên thiếu Bác Hồ chúng ta. Mỗi lần có khách tới chơi nhà, bác mình là người con nhỏ tuổi nhất, vẫn thường được cha cho đứng bên cạnh là tiệp nước pha trà mời khách. Qua câu chuyện của các cụ, Bác Hồ đã lắng tai nghe. Bác mình hiểu rõ nỗi băn khoăn trăn trở dây dứt các bậc cha chủ khi giải bày trước vận mệnh nước nhà. Có thể nói rằng điệu hoang tru quê ngoài là nơi Bác Hồ đã sinh ra. Bác mình đặt bước chân đầu tiên trong cuộc đời, thì di tích làng Sen quê nuôi đây chỉ là cơ sở bắt đầu để hình thành nên tình yêu quê hương đất nước
và ý chí giải phóng dân tộc của Bác Hồ ký ức chúng ta sau này. Dân là thứ ba cả hiện đạo ạ. Lạc nữ đoàn mình vào thăm. Trong này chỉ có một chiếc giường nhỏ, đó là căn buồng nơi nghỉ của cô Nguyễn Thị Thanh, là chị gái của bà. Cô Thanh chị gái Bác Hồ thì sinh năm 1884. Từ là Bạch Liên, có nghĩa là bông sen trắng. Về sống tại làng Sen quê nổi, cô đã là một thiếu nữ 17 tuổi rồi. Nổi tiếng cả một vùng quê này là con gái của nhạc quan Võ Bảng, vừa đẹp người lại đẹp nịnh. Cô Thanh không lấy chồng, ở về để phụng dưỡng bố và chăm sóc các em thay mẹ. Năm 46 quê nhà này, cô đã nghe tin em trai mình chỉ là chủ tịch nữa. Cô Thanh mới nói với bà con rằng: chuyện này tôi sẽ ra Hà Nội để tìm gặp xem cô Hồ Chí Minh có phải là cầu Thành, em trai của nhà tôi không. Mọn quả quý mà chỉ mang ra thăm em ngày đó là hai con vịt và một chai tương Nam Đàn. Ra từ Hà Nội, chim bạc ôm chầm lấy nhau sau hơn nửa thế kỷ xa cách, mừng mừng tuổi tuổi. Từ thế chị đã nấu cho một bữa ăn tại nhà giáo sư Đặng Thái Mai. Nhưng không ai có thể ngờ rằng bữa cơm đầu tiên sau hơn 40 năm đó cũng chỉ là bữa cơm cuối cùng mà chị em bạn đã được ăn với nhau. Đúng một tuần sau, cô chú anh chị ạ, cậu Nguyễn Sinh Khiêm cũng ra thăm Bác Hồ chúng ta tại thủ đô Hà Nội. Người thức kể lại rằng cậu Khiêm đã nhờ đồng chí cảnh vệ chỉ chuyển vào cho bác một bức thư. Mà trong bức thư đó vẹn vẹn là có ba chữ: Đạt, Thăm, Thành. Mình biết rằng Đạt và Thành là tên gọi, mà thời sống tại làng Sen quê nổi, bố bác đặt tên cho anh em. Tất Đạt và tất Thành là mong muốn được thành danh từ hai người con trai này. Xa em bao nhiêu năm, nhưng anh trai vẫn cứ gọi em bằng cái tên thân thuộc đó, đã gửi lại cho biết bao nhiêu kỷ niệm. Chia tay em xa về, cậu Khiêm đã bùi ngùi hỏi em trai của mình rằng: bao giờ em sẽ về thăm nhà? Bà con và họ hàng ở quê ai cũng nhớ mong em nhiều lắm. Bà của chúng ta trả lời rằng: nhất định là em sẽ về, nhưng mà bận việc nữa, có lẽ còn lâu đấy nhà. Bác Hồ chưa có dịp về thăm quê. Thì tháng 8 năm 1950, bác bần chỉ đạo chiến dịch biên giới Thu Đông. Bác của chúng ta nhận tin anh trai bác là cậu Nguyễn Sinh Khiêm. Cậu đã trút hơi thở cuối cùng tại chính làng Sen quê nuôi. Ngày đó bận việc nữa, bác không thể trở về chiếu thăm anh trai của mình được. Từ núi rừng về Bắc xa xôi, bác chỉ kịp gửi về một bức điện chia buồn. Mình nội dung bức điện, bác mình đã viết rằng: được tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường xa xa cách. Lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom. Lúc anh tà thế tôi không thể lo liệu. Thà nói tôi xin chịu tội bất để trước linh hồn anh. Xin bà con nguyên lường cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước. Bác xin bà con nguyên lường ạ. Có nghĩa bác đã xin bà con tha thứ cho bác vì việc được, bác đành phải gạt lại tình cảm sinh tư của mình. Nhưng mà nỗi đau anh trai mất chung nguyên ngoái, thì 4 năm sau tin chị gái bác là cô Nguyễn Thị Thanh cũng đã qua đời. Cô Thanh mất là ngày 23 tháng 3 năm 1954. Khi mà chỉ có 12 ngày nữa là chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi. Dẫu biết rằng đó là người thân cuối cùng trong gia đình qua đời, bà cũng không trở về được. 50 năm sau thì bà mới có dịp trở về thăm lại làng Sen này. Ngày 16 tháng 6 năm 1957, khi Bác Hồ trở về thăm quê nhà thì anh trai của bà đã mất được 7 năm. Chị gái cũng mất được 3 năm rồi. Mà kỳ vật trong ngôi nhà thì vẫn còn nguyên vẹn. Người thân trong gia đình bà không còn ai ra đón bà nữa. Bà vô cùng xúc động. Bác xin phép bà con thắp một nén hương thơm để tưởng nhớ tới tất cả người thân trong gia đình bác. Sau đó bác mới thăm lần lượt các kỷ vật trong ngôi nhà. Nhưng mà khi đến bộ phận cổ dân nhà cuối cùng, cô chú anh chị ạ, lần nơi nằm nghỉ của hai em bác vẫn còn. Xúc động nghẹn ngào, bác hỏi bà con rằng: hình như bộ phận này là có phải ngắm đi rồi không các cô các chú? Thì quả thật là đúng như vậy. Năm 1906, bộ của bác Hồ vào Huế làm quan.
Gia đình đã mang bộ phận sắt củi ngôi nhà cho một người bà con nghèo sử dụng. Mùa đông họ đốt lửa sưởi ấm thì vô tình cậu Lâm chạy một phần tấm phản. Để bằng nhau, chúng tôi buộc lòng phải cưa luôn hai tấm còn lại, vẹn vẹn khoảng 10 cm. Vậy mà xa quê hơn nửa thế kỷ thì ngày trở về, bác Hồ chúng tôi vẫn còn nhận ra. Gia đình bác ở đây được 5 năm, và cùng do biến cố lịch sử đã có lúc hai ngôi nhà tranh này ta phải rời đi hai nơi. 5 năm sau thì mình mới khôi phục được nhà lớn. Nhà ngang 3 dân phía dưới này có khiếm là thương bàn nghèo, không có nhà ở, đã đếp cho một cái bàn sử dụng. Họ dùng dân từ 3 ngôi nhà để đục lỗ, làm chuồng nuôi trâu. Lát nữa mình vào thăm, lập vết tích vẫn còn ở 4 cây cột. Bởi vì công tác bảo tồn bảo tàng yêu cầu mình bảo vệ và lưu giữ hiện vật gốc, chúng ta để lại là đúng như nguyên trạng ngày xưa. Còn khi phục dựng lại di tích, các cô linh nhớ nhầm cậu nhà bác Khô. Chúng ta mở cổng nhà bác đầu hôi về nhà ngang. Nhưng mà về thăm quê thì bác nói: "Không phải rồi cô chủ ạ, cổng nhà bác ngày xưa được mở đúng theo lối này, lối mà cả đoàn chúng ta vừa đi vào." Bác còn nhớ rất rõ hai bên cổng nhà bác, một bên có dãy tre màn hào, một bên có hàng dâm bụt. Trước cổng nhà bác còn trồng một cái ổi đào quả sai và ngọt. Trước sân cây bưởi, phía đầu hồi nhà ngang có trồng một cái cam. Và sau hồi nhà này thì trồng một hàng câu rất đẹp. Mật thị theo địa nhà bác Hồ, ta phục dựng lại cổng. Mình trồng lại cái cổ trong vườn là đúng như vị trí cũ ngày xưa. Một lần nữa, làng sân quê nuôi vinh dự được đón bác Hồ về trở về thăm. Là ngày 9 tháng 12 năm 1961. Ngày đó thì bà của chúng ta đã là một cụ già 74 tuổi rồi. Mà lòng dân ở đây cũng không ai có thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng mà mảnh đất Nghệ An đã vinh dự được đón bác Hồ trở về thăm. Như vậy là hôm nay, đại diện cho con cháu miền Nam, chúng ta trở về với quê bác Hồ. Lúc sinh thời, bác Hồ chúng ta đã dành rất nhiều tình cảm cho đồng bào miền Nam của chúng ta. Bác Hồ đã ao ước một lần được vào thăm miền Nam, nhưng mà nỗi mong ước đó chưa thực hiện được. Bác của chúng ta đã đi xa rồi. Những năm tháng nằm trên giường bệnh anh chị ạ, bao giờ bác cũng hỏi rằng hôm nay miền Nam đã thẳng những đâu. Tình cảm của quê hương dành cho bác và nhân dân miền Nam rất là sâu đậm. Hoàng Trù là quê ngoài nơi bác Hồ sinh ra, còn làng Sen chỉ đến nơi bác sống từ năm bác 11 đến năm bác 16 tuổi. Và cả hai mảnh đất này mình cũng lưu giữ rất nhiều kỷ niệm hai lần bác Hồ trở về thăm quê nhà. Toàn bộ nội dung hướng dẫn tại làng Sen của người bác đến em xin kẹp và kết thúc. Trên tay thì gửi cận tới cả đoàn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cô chú anh chị các cháu có một chuyến tham quan về nguồn thật ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại mình thật nhiều ạ. Thật nhiều lần nữa trên kênh của bạn. Chào tạm biệt tại đây.